thoảng nhã dừng lèo qua bờ giác ngàn sớm treo hương màu. Nơi cõi tạm sông sầu. Tiếp theo là phần thuyết giảng đề tài tìm hiểu ý nghĩa của bốn câu trong bài Diệu Pháp Quang Minh mà Đức Thầy đã sáng tác tại Hòa Hảo ngày 10 tháng 4 năm Canh Thìn 1940. Phần này chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm, giáo lý viên Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương đến để diễn đàn để làm hoàn thiện của mình. Trân trọng kính mời giáo lý viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương của xã Vĩnh Hành đến tham dự. Kính thưa đồng đạo Lê Văn Nửa là giáo lý viên trung ương, cũng là thành viên trong ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, phụ trách trợ lý đạo sự địa bàn của huyện Châu Thành. Kính thưa đồng đạo Lý Thị Sang, đồng đạo Lê Thị Ngọc Nga là giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo trực thuộc ban phổ truyền giáo lý trung ương. Kính thưa đồng đạo Nguyễn Văn Be là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Hành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị là trưởng ban, là phó ban, là thành viên của các ban trị sự xã phường thị trấn trong địa bàn của huyện Châu Thành, cũng như với ban trị sự đến từ huyện Châu Phú, thành phố Long Xuyên, huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn, huyện An Phú, thành phố Châu Đốc, huyện Phú Tân, và quý vị đồng đạo đến từ huyện Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang đồng để tham dự. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Thì hôm nay là ngày 16 tháng 2 niên Giáp Thìn, và hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2024. Chúng tôi và đồng đạo Lê Thị Ngọc Nga cũng được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau ôn học, chia sẻ đôi điều đạo đức thông qua lời dạy Đức Thầy, bốn câu giảng trong thánh phẩm Diệu Pháp Quang Minh. Vậy thì lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin kính gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, thì hôm nay đầy đủ duyên lành chúng ta lại gặp nhau nơi làm việc của ban trị sự xã Vĩnh Hành để cùng nhau trò chuyện qua đôi điều đạo đức thông qua lời dạy Đức Thầy. Thì đặc biệt ngày hôm nay thì đến đây chúng tôi hết sức là vui mừng, bởi vì nhận thấy với cái sự nhiệt tình trong ban tổ chức, cho nên thì quý vị cũng đã được cái sự đền đáp lại. Các ban trị sự trên dưới gần 10 huyện thị cũng tập trung về đây, mà giờ này thì thật sự là trong hội trường chúng ta đã chật hết các ghế ngồi, và tôi rất là thương với đồng đạo ngồi ở phía dưới, bởi vì chúng ta ngồi đây còn được giao lưu với nhau bằng những ánh mắt để rồi có một cái sự cảm hứng trong cái sự chia sẻ giữa người nói và người nghe. Còn với đồng đạo ngồi dưới kia thì hầu như chỉ nghe được cái tiếng thôi. Cho nên thì thật sự nếu như phiên thuyết giảng này mà có phần công đức đó, thì quý vị ngồi phía sau đó là công đức gấp đôi đồng đạo ngồi phía trước. Kính thưa đồng đạo, thật sự quý vị. Cho nên thì đi các nơi làm nhiệm vụ, tôi rất là cảm kính cái tinh thần của đồng đạo chúng ta. Cho nên thì ở đây không phải là chúng tôi nói cho vui, mà thật sự là như vậy. Bởi vì thông qua lời của Đức Phật dạy, người nói Pháp, người nghe Pháp, người tổ chức buổi thuyết Pháp, người ủng hộ Phật Pháp, thì bốn
bốn nhóm này công đức ngang nhau. Cho nên thì tất cả quý vị đồng đạo, các ban trị sự đến đây hộ pháp, công đức quý vị vô lượng. Quý vị trong ban tổ chức ngày hôm nay có lời mời thực hiện buổi thuyết giảng được trang nghiêm như thế này, phước đức quý vị cũng vô lượng. Và đặc biệt quý mạnh thường quân hỗ trợ trong cái cuộc hộ pháp này thì phước đức cũng vô lượng. Và đồng thời thì trong sự phước đức đó thì chúng ta mà chia ra phần trăm thì những vị ngồi phía sau phước đức phải cao hơn. Điều này là thật sự là như vậy chứ không có khác được. Tôi nhớ cách đây hơn một năm, lần đó thì về đây thì mình và đồng đạo Lữ Văn Thư làm nhiệm vụ. Thì nếu so với ngày hôm nay thì ngày ấy thì có thể là khán giả khoảng 2/3 ngày hôm nay thôi. Hôm nay thật sự quý vị quá đông đúc rồi, để chúng ta cùng giao hộ pháp. Thì bao nhiêu đó thì quý vị cũng đã thấy được cái sự phát triển đồng bộ của đạo Phật giáo Hảo chúng ta. Ngoài cái công tác từ thiện xã hội đã được vang danh trong và ngoài nước, thì bên cạnh đó công tác của truyền giáo lý cũng không kém phần quan trọng. Do đó cho nên mỗi buổi thuyết giảng được quý vị đồng đạo đến tham dự thế này thì chúng tôi mừng lắm. Bởi vì chúng ta có dịp ngồi với nhau thế này thì đồng đạo chúng ta mới nhắc nhở, kiểm soát lẫn nhau để coi cái điều nào mình làm chưa được, điều nào mình làm không đúng, điều nào mình làm ngược lời Đức Thầy, thì mỗi đồng đạo chúng ta kiểm chứng để chúng ta sửa sang, để chúng ta bổ sung thế nào đó cho trọn vẹn từ đây đến cái ngày Đức Thầy về, hoặc giả từ đây đến cái ngày bỏ xác. Cho nên cái khoảng thời gian để giúp cho chúng ta được hoàn thiện mình thì theo tôi nghĩ là khoảng thời gian này không dài. Không dài với định luật vô thường, không dài với định luật thành trụ hoại không của tạo hóa, không dài với cái định luật sanh lão bệnh tử của mỗi đồng đạo chúng ta. Bởi vì quý vị biết rằng chúng ta sống ngày hôm nay, chưa biết ngày mai chúng ta còn không nữa. Cho nên thì giờ này chúng ta còn thở, mình còn mượn của phong đại để chúng ta nuôi sống bản thân mình, nhưng mà chưa chắc là chúng ta mượn hoài của phong đại. Một ngày nào đó chúng ta mượn gió mà mình hít vào, chúng ta thở ra hít vào không được, thở ra thì được, hít vào không được, thì coi như là lúc ấy mạng vong đồng đạo. Cho nên thì chúng tôi muốn nói như thế để mỗi đồng đạo chúng ta trân trọng. Mình phải trân trọng cái quỹ thời gian mà chúng ta còn thở, mình phải trân trọng cái quá trình mà chúng ta còn sống, còn hoạt động, để chúng ta đủ điều kiện để mình tu tập ở bản thân mình, từ nội tâm bên ngoài đến hành, từ nội tâm bên trong đến hành động bên ngoài, mọi cái sự kiện giao tiếp thì chúng ta phải cố gắng thế nào đó để đây đến ngày chúng ta trút hơi thở sau cùng, coi như chúng ta cũng giai đắc đạo quả, cũng thành công. Hoặc giả là đây đến ngày Đức Thầy về, đây đến ngày cái cuộc đời này tàn hoại, thì chúng ta cũng hoàn thành cái công trình tu hành của mình. Thì đấy là những cái vấn đề căn bản mà ngày hôm nay tôi và quý vị chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ qua bốn câu giảng mà Đức Thầy đã dạy. Trời quá buổi, chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lặng về Tây, lúc huỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm não thẳng đi về cực lạc. Vậy thì đây là bốn câu mà vừa rồi thì đồng đạo cũng có nghe đồng đạo đọc giảng viên của Trung ương đã đến đây với một cái giọng đọc rất là truyền cảm và cái làn hơi rất là dồi dào. Dầu rằng đồng đạo tuổi cao, tuy nhiên thì khi đồng đạo đọc giảng thì chúng ta nghe cái giọng đồng đạo giống như là thanh niên còn trai trẻ. Đọc lại một đoạn giảng thì thật sự là chúng tôi cảm nhận được cái sự rung động từ trái tim của mình khi chúng ta nghe lại một đoạn mà trong cái phần chúng tôi chia sẻ bốn câu giảng này. Như vậy thì vừa qua thì không nhiều lắm, trên dưới cũng hơn một giờ đồng hồ, chúng ta đã nghe đồng đạo Lê Thị Nga, giáo viên của mình, cũng đã chia sẻ qua hai câu giảng, cũng là cái phương pháp để chúng ta được về cõi Phật trong đoạn cuối của thu đoạn cuối. Thì với cái sự trình bày của đồng đạo thì phần nào đó cũng giúp cho hội trường chúng ta, phải nói gọn là quý vị cũng không có buồn ngủ, bởi vì đồng đạo cũng có những cái động giọng, những cái giọng đọc rất là ngâm nga, bởi đồng đạo vừa là giáo lý viên mà cũng vừa là đọc giảng viên của ban sự trung ương cũng đã nhiều năm đó. Cho nên thì phần nào đó cũng giải tỏa được về cái con ma buồn ngủ. Còn giờ đây thì đến nhiệm vụ chúng tôi, thì hôm nay trong cái bài giảng này chúng ta sẽ tìm hiểu cái thứ nhất là xác định ngay
lời Đức Thầy dạy, coi chúng ta biết được cái sự vô thường, gọi là cảnh giới vô thường, cuộc đời vô thường, và đồng thời Đức Thầy nhắc nhở cho chúng ta biết rằng cuộc đời chúng ta cũng vô thường, cũng vô ngã. Để rồi mỗi đồng đạo chúng ta nhận định được điều đó. Và đặc biệt ở cái thời kỳ cuối cùng này, thời kỳ này thì quý vị biết rằng chúng ta sẽ đối diện với những cái trường phái khác, rồi đối diện với ma vương, đối diện với ma quỷ, bởi vì thời kỳ cuối cùng là như vậy. Cho nên sống trong thời kỳ này, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, người tu nói chung, thì tôi và quý vị chúng ta phải làm sao để rồi mình có được đàn trí tệ. Vì vậy nên đàn trí tệ chúng ta mới nhận diện được cái cuộc đời, để chúng ta tránh lầm tà sư ngoại đạo, để rồi chúng ta không còn rơi vào cái chỗ phải nói gọn là không đúng đắn, hoặc giả là chúng ta đi theo phương pháp gọi là tà pháp. Bởi vì căn cứ lời Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm đó, tà ma yêu quái, đây là bốn cái đối tượng, mà bốn đối tượng này sẽ gần như tồn tại và phát huy rất là cao, nhất là ở cái thời Hạ Quân Mạt Pháp. Cho nên tà ma yêu quái không đâu xa mà lẫn quẩn chung quanh chúng ta. Nhiều khi bản thân chúng ta là tà ma yêu quái cũng không chừng, bởi vì chúng ta chưa có trí tuệ, chúng ta chưa có tôn ngộ không. Phần đông tôi tại vì chúng ta chỉ có đường huyền trang, hoặc giả chúng ta có tư bát giới, chúng ta có sa ngộ tịnh, còn tôn ngộ không là chúng ta có người có người không. Cho nên qua bài nói chuyện này thì thông qua lời dạy Đức Thầy, tôi và quý vị chúng ta sẽ trang bị cho mình có được một cách nhìn. Cách nhìn này là cách nhìn trí tuệ. Khi có cách nhìn trí tuệ rồi thì chúng ta mới phân biệt được đâu là chánh, đâu là tà, đâu là tà ma y quái, đâu là chánh đạo, để rồi đến cái ngày cuối cùng, cái ngày thầy về, thì chúng ta sẽ đi đúng theo cái con đường, cái con đường chân chánh. Và đồng thời ngoài cái việc chúng ta có được trí tuệ thì Đức Thầy còn như vậy, thì qua chuyên đề ngày hôm nay thì giúp cho chúng ta sẽ có được một cái ngọn đèn chân lý, ngọn đèn trí tuệ thông qua lời dạy Đức Thầy. Và đồng thời bên cạnh đó, Đức Thầy còn dẫn, còn dọn sẵn một cái con đường, tức là nay rừng bụi có người mở ngõ thì noi theo gió thỏ đàn dê. Đức Thầy đã dọn sẵn cho con đường để tôi và quý vị chúng ta về cực lạc. Cho nên giờ này sống trong cõi đời này thì thật sự là chúng ta quá khổ. Do đó cho nên khi mà nói về một khái niệm về cực lạc thì thật sự là ai cũng nôn cả. Cho nên chúng ta cần phải làm gì, tu những cái phương pháp nào để chúng ta thẳng con đường về cực lạc, thì đó là các yếu tố mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng quý vị chia sẻ, gặp gỡ trong buổi trao đổi pháp này. Thì không có bốn câu giảng này thì đồng đạo biết rằng đây là bốn câu trong diễn pháp Quang Minh mà Đức Thầy đã sáng tác vào ngày mùng 10 tháng 4 năm Canh Thìn. Và đặc biệt Đức Thầy sáng tác bài thi này thì hai ngày sau đó thì Đức Thầy bị người Pháp câu lưu Đức Thầy rày đây mai đó trên một khoảng thời gian dài, là tức là 5 năm 1 tháng 13 ngày đến ngày Đức Thầy vắng mặt. Cho nên thì về cái phần xuất xứ qua cái 244 câu của Diệu Pháp Quang Minh thì chúng tôi cũng đã có nói rồi, nói rất là nhiều ở các diễn đàn khác. Cho nên ngày hôm nay thì để tranh thủ thời gian thì có lẽ là trời ôi bức thì chúng tôi cũng tranh thủ 60 phút thôi để chúng ta chia sẻ ngắn gọn bốn câu giảng này. Thì giờ này đã 10:10 rồi, thì có thể là tôi sẽ trình bày đến khoảng 11:10 hoặc là trễ lắm 11:15 thì chúng ta sẽ bế mạc cái chương trình, bởi vì giờ này đã cúp điện rồi. Thấy quý vị thì tôi phải nói rất là sốt. Thì kính thưa đồng đạo, như vậy thì trở lại qua bốn câu giảng này. Câu đầu tiên thì Đức Thầy dạy rất rõ là trời quá buổi, chinh chinh vừa xếp. Cho nên đây là Đức Thầy dùng một cái phương pháp tu từ, đây là phương pháp tu từ ẩn dụ. Bởi vì khi mà Đức Thầy dùng cái từ mà trời quá buổi, chinh chinh vừa xế, thì gần như tất cả mọi căn cơ trình độ của chúng sinh trong cõi đời này ai cũng hiểu cả. Cho nên trời nó cho đủ là ông mặt trời. Kính thưa đồng đạo, đây là Đức Thầy dùng cái phương pháp gọi là phương pháp ẩn dụ. Cho nên chính vì lý do đó thì khi mà Đức Thầy nói ông mặt trời, mà chúng ta biết rằng ông mặt trời thì khi quá buổi thì có nghĩa là ông mặt trời đã qua được cái buổi trưa. Một ngày có 3 buổi sáng, trưa và chiều, thì có thể là quá buổi là bắt đầu đi vào cái buổi chiều.
Cho nên theo cái văn hóa của nhân loại thì chúng ta cứ nghĩ rằng ông mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây. Thì đấy là mình hiểu về một cái cách nhìn của thế gian đồng đất. Ai cũng nghĩ rằng là trời mọc ở đằng đông, trời lặn ở đằng tây. Nhưng thật chắc ra ông mặt trời là một định tinh không có mọc mà không có lặn, có nghĩa là một định tinh đứng một chỗ. Còn quả địa cầu chúng ta thì hàng ngày nó quay với một tốc độ rất là nhanh. Cho nên khi mà cái sự tiếp xúc đó của cái hướng nào về mặt trời thì đó là ban ngày, rồi cái hướng nào mà ngược lại là ban đêm. Nhưng mà ở đây Đức Thầy dùng cái phương ngữ này để làm chi? Bởi vì đây là cái lối ẩn dụ, cho nên Đức Thầy dùng cái này để cho chúng ta hiểu. Hiểu thế nào? Ông mặt trời là ví cho cõi đời chúng ta đang ở, ông mặt trời là ví cho thân mạng của tôi và quý vị. Mình phải nhận định về lý như vậy chúng ta mới sáng đồng đạo à. Cho nên một ngày thì đương nhiên có là bình minh thì có hoàng hôn, có trời mọc đương nhiên là có trời lặn. Một năm 12 tháng thì xin thưa đồng đạo, có tháng giêng thì đương nhiên là có tháng chạp. Như vậy thì một cái ngày như vậy thì có 1 giờ thì đương nhiên là có 24 giờ. Chúng ta cũng vậy, khi mà mình có được khai sinh thì đương nhiên chúng ta phải có ngày khai tử, có sinh là có diệt. Đây là cái điều đương nhiên trong cuộc sống. Chính vì cái quy luật này, những cái mà thuộc về quy luật thì những cái này chúng ta không thể nào nói khác. Chính vì những cái quy luật này mà Đức Thầy dùng cái biểu tượng ông mặt trời, cũng giống như cái bài, trong cái bài Vịnh Hằng Nga đó: đông qua dương cốc bao nhiêu dặm, tây đến u đô cách núi Hò. Thì với cái cách này hòn, thì đối với cái bài Vịnh Hằng Nga thì cũng đã dụng sự đặc lý, cũng muốn nói với ông mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây. Và thông qua sự ẩn dụ này thì chúng ta sẽ phát hiện ra hai điều. Điều thứ nhất là cuộc đời chúng ta ở đây, tôi và quý vị chúng ta đang ở chiều, một cái buổi xế chiều mà đoạn khác thầy dạy là chinh chinh bóng xế về tây, đối nhìn trần thế sát tay hê hề. Hoặc giả Đức Thầy xác định rất rõ rồi đó, tức là mình sống trong cõi đời này, thông qua là Đức Thầy dạy thì chúng ta đang ở cái cõi đời gọi là cõi đời hạ nguyên hạ. Thì điều này đồng đạo không thể nào mà phủ nhận được rồi, bởi vì đó là một cái điều đương nhiên. Cho nên cũng có người đặt ra một cái nghi vấn với mình, cái thời gian giữa thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên nó ở một đích điểm nào. Thì xin thưa đồng đạo, thật sự là bản thân mình nghiên cứu rất nhiều nhưng mà chúng ta không thể ước lượng một thời gian. Mình chỉ suy nghĩ một điều, giữa tịnh độ Tây Phương Cực Lạc và cõi Ta Bà Tam Phổ này có những cái nó ứng với nhau. Cái thứ nhất là cõi Ta Bà chúng ta có 8 nỗi khổ, thì cõi Tây Phương Cực Lạc bên kia có 8 niềm vui. Bên đây khổ bao nhiêu thì bên kia vui bấy nhiêu. Bên cõi Cực Lạc có ao sen thất bảo, có củ phẩm liên hoa, có thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Thì ở bên cõi Thế Ta Bà chúng ta cũng có trung nguyên, thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Bên kia thì có 9 phẩm, thì bên đây cũng có 9 cái cung bậc đi từ thượng đến hạ. Cho nên cái cung bậc thượng thì nó gồm 3 cung bậc là thượng, tức là thượng nguyên, rồi trung nguyên, rồi hạ nguyên. Mỗi cung bậc như vậy thì sẽ chia ra làm 3 cái nguyên nhỏ. À, và đặc biệt thì nếu nói một nguyên như vậy là bao nhiêu năm, xin thưa đồng đạo là Đức Phật cũng không có nói được, Đức Thầy cũng không có dạy. Đây chỉ là một cái thời gian ước lượng thôi. Nhưng mà theo cái hiểu của tôi đó, thì nếu nói về cái niên hạn của thượng nguyên thì có thể là chúng ta không thể dùng, không thể nào mà chúng ta tính năm được, mà có thể chúng ta dùng đây là ở xa xa xưa về trước. Còn trung nguyên cũng vậy. Đặc biệt đến thời Đức Phật thì đồng đạo nhớ kỹ, thông qua kinh điển của Đức Thế Tôn thì Đức Phật đã xác định là thời Đức Phật là thời hạ nguyên rồi, nhưng có thể là thời Đức Phật là hạ nguyên thượng, hoặc giả là hạ nguyên trung. Mỗi cái cung bậc như vậy thì cái cuộc sống con người nó có khác đồng đạo. Cái thời thượng nguyên con người sung sướng phước đức dồi dào, đến cái thời trung nguyên thì con người phải nói gọn là đã bào mòn được phước đức và bắt đầu đi vào một cái quỹ đạo gọi là khổ. Và đặc biệt cái khổ cùng cực nữa là chúng ta khi đi vào cái buổi hạ nguyên. Cũng giống như một ngày khi mà hừng sáng bình minh thì thời tiết rất là tốt,
làm ăn thì phải nói gọn là nói chung là chúng ta làm rất là chạy việc. Nhưng mà khi trời trưa chừng nào thì lúc bây giờ sức khỏe chúng ta bị kiệt quệ, năng sức làm việc thì lúc này nó không bằng vào buổi sáng. Nhưng đặc biệt khi đến buổi chiều thì chúng ta sẽ rất là mệt mỏi, đúng không đồng đạo? Đây là một điều thực tế nhất mà Đức Thầy đã dạy ở chỗ này. Cho nên trở lại vấn đề thượng ngôn trung hơn hào hạ ngôn, thì theo cái suy nghĩ của chúng ta, vào thời Đức Phật đã cho biết thời Đức Phật là thời hạ ngôn rồi đó. Nhưng mà có thể là hạ ngôn thượng hoặc hạ ngôn trung. Nhưng đặc biệt thời kỳ chúng ta ở đây, đây là thời kỳ gọi là hạ ngôn hạ, mà Đức Thầy đã xác định là hạ ngôn nay đã hết đời. Phong ba biến chuyển đổi về gia ca, trong một cái câu giảng đầu tiên của quyển giảng đầu tiên là quyển nhất. Rồi trong bài giảng đầu tiên của phần thi văn, trong bài lộ trúc cơ quyền, thì Đức Thầy đã xác định là trần thế hạ, là trần thế lợi danh giấc mộng trạng, đời cùng tiên Phật hạ phàm giang, hỡi ai tâm trí mau tầm đạo, tầm đắm hiền từ cứu thế gian. Cho nên chúng ta thấy bài thi văn đầu tiên, đoạn thi văn đầu tiên, rồi quyển giảng đầu tiên, thì Đức Thầy cũng đã xác định. Cho nên ở đây không phải là chúng ta nói suông. Như vậy thì đời hạ ngôn cũng giống như là chinh chinh bóng xế về Tây, kính thưa đồng đạo. Và đặc biệt câu giảng thứ hai Đức Thầy dạy là chờ ít lâu, tức là chờ ít lâu cũng lặng về Tây, tức là trời quá buổi chinh chinh vừa xế ở câu thứ nhất. Rồi đến câu thứ hai là Thầy dạy chờ ít lâu cũng lặng về Tây. Thì hai câu giảng này đều nói chung một vấn đề, có nghĩa là đang nói về cái cuộc đời dần dần tắt lụi. Câu đầu thì chinh chinh vừa xế, nhưng mà câu sau thì Đức Thầy dạy là chờ ít lâu, chữ ít là không nhiều lắm, thời gian không dài lắm, và lặng về Tây. Lặng về Tây là biểu tượng cho trời lặng, lặng về Tây là biểu tượng cho cái cuộc đời cuối cùng, đi theo một cái quy luật là sanh lão bệnh tử, đi theo một quy luật là thành trụ huệ không. Bởi vì mọi sự kiện gì trên thế gian này, quý vị thấy được hình tướng, thì các sự kiện này đều có hạn sử dụng. Kính thưa đồng đạo, tất cả những cái gì mà chúng ta thấy được trên vũ trụ này, thiên hà đại địa, thì mọi thứ đều có hạn sử dụng. Nhưng mà tùy theo cái chất tố của mọi thứ, hạn sử dụng có dài có ngắn thôi. Nhưng mà có hình tướng là có tiêu diệt, như tôi nói hồi nãy, có khai sinh thì đương nhiên có ngày khai tử. Vì vậy Đức Thầy mới xác định rất rõ là trên dương thế hữu hình tắc hoại, có sanh ra khổ hải đau chừa. Vì vậy cho nên điều này là chúng ta phải nói gọn là đã mặc định đi vào cuộc sống của con người, chúng ta không có làm khác không được đồng đạo. Cho nên Đức Thầy dạy hai câu giảng này để nhắc nhở chúng ta từ trạng thái đã ông mặt trời đã quá xế rồi, và ít lâu, chờ ít lâu, không còn bao lâu nữa sẽ lặn về Tây. Cho nên trong cái quá trình mà chờ ít lâu cũng lặn về Tây, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ cảm nhận có nhiều điều khác trong cuộc sống. Từ nhiều điều khác này để minh chứng lời Đức Thầy dạy, xin thưa đồng đạo, không khác. Cho nên đồng đạo thấy không, Đức Thầy đây rất rõ là đời ngôn hạ nhiều người hung dữ. Cho nên con người mà sống trong hạ ngôn hạ này thì con người hung dữ hơn cái thời trung ngôn, cái thời thượng ngôn. Thì thật sự điều này đồng đạo rất nhớ rất kỹ. Mình chỉ tuổi nhỏ hơn quý vị, nhưng mà quý vị nhớ lại cách đây mà khoảng vài mươi năm thôi, hoặc giả là ông bà mình kể lại, thì người xưa tuy ít chữ nôm na cho chân chấp người ta ngay thẳng. Cái người đời xưa nó hung dữ như giờ này đồng đạo. Còn giờ này thì thật sự là con người nhiều khi là vì danh, vì lợi, vì tình, rồi con người tự biến mình là một con người bất lương để chúng ta làm những cái điều thủ lợi cho mình. Cái hung dữ của thời này nó khác thời xưa đồng đạo. Cái hung dữ vào cái thời xưa, cái thời truyền thống nó khác. Còn hung dữ thời này thì chúng ta thấy họ cười vui vui nói như vậy, họ không có chửi mắng ai hết. Nhưng mà họ có những cái thủ thuật thông qua mạng xã hội, có những cái thủ thuật thông qua công nghệ thông tin để họ giết người. Giết người mà phải nói gọn là không chảy máu, giết người mà không có tiếng khóc, hoặc giả là họ cướp của chúng ta mà một cách mà chúng ta dửng dưng không biết được đồng đạo. Thì đó là những dấu hiệu của đề hạ quan hạ. Rồi dấu hiệu thứ hai nữa Đức Thầy dạy, trời giông gió sái mù sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Thì thật sự đồng đạo thấy thời gian càng ngày thì quý vị thấy rằng có nhiều cái điều nó khác. Hồi đó thì thời tiết đi theo bốn mùa, xuân hạ thu đông. Nhưng mà giờ này đồng đạo thấy rõ đó, thời tiết không còn đi theo mùa vụ nữa. Có năm thì mưa dữ lắm, có năm thì hạn nắng dữ lắm. Cũng như năm nay cũng vậy. Bởi vì do cái điều kiện cho nên năm nay thì trời nắng. Mà đồng đạo chúng ta cũng lạ đồng đạo, khi mà trời mưa giông bão nhiều quá thì đồng đạo cũng bàn thời cuộc thiên cớ. Mà năm nay nắng hạn rồi khô hạn cũng bàn thời cuộc thiên cớ. Cái chuyện mưa chuyện nắng là chuyện của ông trời,
Đó là những cái dấu hiệu của buổi hạ quan hạ, chứ không phải mà chúng ta căn cứ vào đó để chúng ta bàn cái này bàn cái khác, rồi để ảnh hưởng dư luận không đốc, không tốt cho đạo chúng ta, thì điều đó, cái tội đó chúng ta gánh không nổi đồng đạo ạ. Và đồng thời bên cạnh đó thì đồng đạo thấy thế giới giờ này cũng công nhận điều này, cho nên thế giới đã cho chúng ta biết rằng giờ này cả thế giới đang đứng lên để chống lại cái sự biến đổi của khí hậu rất là phức tạp. Mình phải đề phòng bão tố, dông gió, nắng hạn, lũ lụt, vân vân, thì không phải như xưa. Cho nên ngành thiên văn học, địa lý học thì lúc nào cũng đưa ra những cái kế hoạch để đề phòng. Cho nên cả thế giới mới gọi là biến đổi khí hậu. Thì điều này Đức Thầy chúng ta đã dạy cách đây trên dưới là 84 năm trong cái quyển Giác Mê Tâm Kệ rồi. Rồi cái thứ ba nữa Đức Thầy rất rõ, đời hạ nguyên hay chết tủ xanh, như thở trước nhân hồi còn trẻ. Ngày xưa thì con người sống rất thọ, ít có đau ốm bệnh hoạn, nhưng mà thời nay đồng đạo thấy không, gần như là bệnh rất là nhiều cái căn bệnh. Mình đưa ra một số bệnh điển hình, ngày xưa đâu có vụ mà cao huyết áp, ngày xưa đâu có viêm gan B, viêm gan C, viêm gan K đồng đạo, ngày xưa đâu có đột quỵ, đâu có tai biến, không đồng đạo, ngày xưa đâu có tiểu đường. Nhưng mà giờ này đồng đạo thấy không, rất là nhiều cái căn bệnh. Bệnh để làm chi ạ? Bệnh để cướp đi mạng sống con người chúng ta, bởi vì ngày giờ cận kề. Đó là những cái dấu hiệu để cho chúng ta biết được rằng cái cuộc đời chúng ta nó không còn dài đồng đạo. Cho nên quý vị nói tới bệnh tật thì thật sự là mình rất là đau xót, nhất là những đồng đạo chúng ta mà bị tai biến rồi bị liệt, bắn thân bất tội, hoặc giả là nhồi máu cơ tim, thì thật sự mình nhìn cái cảnh đó rồi quý vị thấy rất là khổ sở. Cho nên lời nói đầu tôi nói hồi nãy, khi chúng ta còn có điều kiện bị ráng chơi, tôi nói ví dụ đồng đạo mà lỡ bị tai biến chúng ta cúng cũng không được, niệm Phật cũng không xong, cái miệng méo sao niệm Phật được, nó cũng có trường hợp đó. Cho nên đồng đạo ráng niệm Phật trong tâm nha, lỡ mai mốt bị méo miệng, niệm không khổng lòng nói chuyện ra được, mình cũng niệm Phật trong tâm được. Còn đây cũng là cách mà chúng ta huấn luyện ngay từ lúc này đồng đạo, trong nội tâm của mình thì mọi thứ chúng ta không còn bị hệ lụy lệ thuộc bên ngoài. Rồi đồng thời bên cạnh đó Đức Thầy còn dạy rất rõ là hạ quân sanh chúng ám u. Cho nên thời này thì thật sự con người càng ngày càng tối. Tại sao tối? Bởi vì đời sống văn minh vật chất, chính vì văn minh vật chất mà nó đưa con người chúng ta vào một cái quỹ đạo. Chúng ta không còn tìm cái con đường giải thoát mà mình cứ quan chơi. Tôi nói nôm na, trên tay đồng đạo cầm một chiếc điện thoại smartphone thông minh thôi. Ngày xưa không có smartphone thông minh thì chúng ta rảnh rỗi, mình đọc sách, mình đọc giảng, hoặc giả là nhà nào có tivi chúng ta coi thời sự, coi vài cái tuồng cổ, vài cái bộ phim. Còn giờ này đồng đạo có cái smartphone rồi, nội mà cái mạng Facebook, cái mạng TikTok thôi, rồi cái mạng YouTube thôi, bao nhiêu đó là chúng ta nó hành hạ, nó bào mòn trí tuệ của mình. Đặc biệt đồng đạo à, khi đồng đạo cầm điện thoại mà lướt đó, bởi tôi bị tôi biết nè, tôi có tính đồng hồ rồi, hồi lướt một lát là 3-4 tiếng đồng hồ chưa hay đồng đạo. Tức nghĩa là nó tốn cái thời gian, thay vì 3-4 tiếng đồng hồ này mình niệm Phật nhiều lắm đó quý cô, 3-4 tiếng đồng hồ này là mình cũng xem được vài quyển giảng, mà nếu đồng đạo nào đọc học thuộc lòng giảng thầy đó, 3-4 tiếng đồng hồ là chúng ta cũng học thuộc lòng được một ơn tổ tiên cha mẹ đúng không, hoặc là mình cũng học thuộc lòng được là một cái chánh kiến hạn như vậy. Nhưng mà chúng ta cứ lướt một lát thì con nó kêu cha tới giờ ăn cơm chàng ơi, vậy là lướt Facebook nãy giờ, lướt TikTok nãy giờ là trên dưới như vậy là 3 giờ đồng hồ rồi đó. Cho nên cái vấn đề này là vấn đề để chúng ta thấy đây là dấu hiệu của buổi hạ quân. Cho nên đồng đạo chân phèm vậy là hạ quân xin chúng ám mưu đồng đạo. Và đồng thời cái người quân hạ thì xin thưa đồng đạo, gần như là thật sự là cái uy tín đó, nó cũng bị giảm đồng đạo, nó cũng bị giảm sút. Cho nên người xưa người ta giữ uy tín lắm, còn người nay thì thật sự là con người chúng ta thật sự là mình không có, gần như mình xem rất là nhẹ cái chữ tín đồng đạo. Cho nên thì đấy là chúng tôi thông qua những cái dấu hiệu, khi mình đưa ra những dấu hiệu này thì đồng đạo thấy mình cảm nhận được là thật sự là đây là cái khoảng thời gian mà Đức Thầy dạy là chờ ít lâu cũng lặng về tay. Mình phải nhận định cuộc đời là vô thường đồng đạo, cuộc đời là vô thường. Đây cũng còn gọi là tam pháp ấn, mà ngày xưa mỗi quyển kinh, mỗi thời pháp Đức Phật đều đóng một cái ấn. Ấn này thì gồm tam pháp ấn, gọi là vô thường, vô ngã, khổ không. Kính thưa quý vị, cuộc đời tu mà chúng ta không nhận định là vô thường, không nhận định là vô ngã, không nhận định là khổ, thì không bao giờ chúng ta tu tiến được trên đường tu của mình. Cho nên hôm nay hiểu được vấn đề này thì về cái phương diện cuộc sống thực tế,
thông qua những cái mà chúng tôi vừa chứng minh thì chúng ta không thể phủ nhận thật sự chúng ta đang ở trong cái buổi chiều của Hạ Quan Hạ. Cho nên Đức Thầy mới dạy là chờ ít lâu cũng lặng về Tây. Đó là chúng ta nói về cái hoàn cảnh bên ngoài, như là Đức Thầy dạy sông với núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi thấy nó nặng nào. Ai biết đường hãy sớm tạo đạo, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏ. Mà Thầy dạy trong giác mê tâm kệ đồng đạo. Cho nên hôm nay hiểu được cuộc đời như vậy, mình nói nôm na cái quả địa cầu chúng ta ở thì giờ này đồng đạo biết là nó hết hạn rồi, hết hạn sử dụng. Cũng giống như cái quạt máy, cũng giống như một cái nồi cơm điện, cũng giống như là mấy cái tủ lạnh, cái tivi hết hạn thì nó sẽ hư. Cho nên quả địa cầu chúng ta ở như vậy, một cái bầu trời xanh này như vậy, thật sự giờ này đang hư đồng đạo ạ, đang hư hoại. Chỉ cần đồng đạo lên mạng mà sợt thôi những ý thì đồng đạo sẽ cảm nhận bắt rõ những cái mà chúng tôi đã nói. Rồi ngoài cái hoàn cảnh bên ngoài gọi là vô thường đó, tức là không còn bao lâu nữa thay đổi để lập cuộc đời tân trở lại, như lời Đức Thầy đã dạy rất rõ: khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng nguyên, việc tiên cơ khùng bỏ hết trơn. Mà Đức Thầy rất rõ. Cho nên hôm nay đây là điều mà chúng ta không thể phủ nhận được. Rồi cái thứ hai nữa, ngoài hoàn cảnh vô thường thì thân của tôi bả vị cũng y như vậy. Thân chúng ta cũng có hạn sử dụng. Thân chúng ta ngồi hội trường này, tôi nhìn quý vị chúng ta là 4, 5, 6 giờ chiều hết rồi. Giờ này chúng ta là chỉ cần một chút xíu nữa thôi, chúng ta mặt ông mặt trời nó lặn về Tây rồi. Mình giờ này đã quá xế rồi. Nhất là quý cụ lão ngồi trước mặt của tôi, ấn tượng nhất là đồng đạo được. Mỗi khi ngồi nhìn đồng đạo rồi, tôi nhìn là tôi muốn tu đồng đạo, nhìn đồng đạo mắt niệm Phật. Bởi vì có một cái đạo mạo và tuổi cao rồi mà vẫn ủng hộ Phật Pháp ở các nơi. Thật sự ở nhà ngày nào đi thuyết giảng nơi khác, chơi lướt lướt trên Facebook là gặp là biết bữa nay thuyết giảng ở đâu rồi đó anh Phật. Không, đây là những điều tích cực mà có thể là chúng ta cũng biết được thôi. Còn những cái mà tôi nói về Facebook hồi nãy là những điều tiêu cực, những cái điều quan phí, những cái điều mà chúng ta mình nói nôm na là mang một tính nhảm nhí, cái tính đời thường, không tính tôn giáo. Cho nên mình cũng mượn các trang mạng, nhưng mà mình mượn để mình phục vụ cho tôn giáo, phục vụ cho đạo pháp thì đó là tốt chứ, rất tốt. Cho nên cũng bàn đi bàn lại như vậy, để không thôi rồi nó sẽ có một sự mâu thuẫn ở tại chỗ này. Như vậy thì cái thứ hai nữa là tuổi tôi mà như vậy thì thật sự là đúng như là Đức Thầy dạy là chờ ít lâu cũng lặn về Tây. Cho nên thì không bao lâu nữa chúng ta sẽ bỏ cái mạng sống này. Thật sự đây là cái điều mà chúng ta không thể nào trốn chạy được đồng đạo. Sớm muộn gì tôi bảo vệ chúng ta cũng chết. Ngồi hội trường này thì thật sự là không ai mà có thể nói là thoát được cái chết đâu. Đó là một quy luật đó. Cho nên Đức Thầy đã dạy quý thầy xác thể phải còn đau, hà huống chỉ con tránh nặng nào. Đây là một quy luật. Hoặc giả Đức Thầy dạy rất rõ là đến hội trăm quan còn hiện được thì ra xác thịt có còn đâu. Cho nên cái thân chúng ta là giả, xác thịt chúng ta là giả, đồng đạo mình phải nhận định điều này để chúng ta ráng mà tu. Và đồng thời cái thứ ba nữa là đồng đạo nhìn nhận dùm cho tôi cái quỹ thời gian, tức là cái khoảng thời gian nó trôi rất là nhanh đồng đạo. Mà Đức Thầy dạy rất là nhiều chỗ, kính thưa đồng đạo, nào là việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa, trời sáng ra cái lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới, 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chóng đổi thay. Chữ phù vân phú quý nay mai luân với chuyển dời dời qua đổi lại, cõi ta bà nay tồn tại sống dư trăm như tuổi tà lão bành, đời hạ nguyên hay chết tuổi xanh như thở trước nhan hồi còn trẻ. Chính là đồng đạo. Cho nên chúng ta phải nhận định điều đó. Ông nhan hồi ngày xưa ông chết năm ông 31 tuổi. Tôi và quý vị là mình sống được tới đây là mình may mắn lắm rồi đồng đạo ạ. Mình sống được giờ này mình rất là may mắn rồi. Rồi đoạn khác trong tỉnh bạn Trần Giang đó thầy cũng dạy rất rõ quý vị: ngày đến đi đâu kéo ngược, năm về mãi chẳng ngừng ngang, tuổi già thân yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình ve lắm rộn ràng. Như vậy thì thật sự vấn đề chuỗi thời gian nó trôi trong cái buổi hạ quan hạ này đồng đạo thấy nhanh không? Chứ thật sự là theo tôi thấy rất là nhanh đó. Hay là tại mình đứng tuổi rồi mình thấy thời gian nó nhanh. Chứ tôi nhớ hồi lúc mà tôi khoảng 20 tuổi đó thì thấy một ngày nó lâu ôi thôi là lâu. Còn giờ này thì đồng đạo thấy một ngày một vài cái chớp mắt thôi. Mới hồi sáng 7 giờ rưỡi vào chương trình đó, mà giờ này đã 10 giờ rưỡi đồng đạo. Rồi quay cái chúng ta ngủ để quay tới ngày mai đó rồi. Cho nên là quy luật trên thế gian này, trên thế giới này, về nói về quyền năng, về thế gian, về xuất thế gian thì không có một sức mạnh nào mà để níu kéo được cái quy luật, cái thời gian.
ngày hôm nay là cái ngày 16 thì ngày mai là ngày 17, chứ không bao giờ ngày mai mà trở lại ngày rằm. Chúng ta đang ở tháng 2 thì tháng tới là tháng 3, tháng tới là tháng 4, chứ không bao giờ tháng tới mà chúng ta trở lại tháng giêng, hoặc là chúng ta ở ngoài cái tháng 3 đồng đạo. Năm nay là 2024 thì năm tới là 25, năm tới là 26, năm tới là 27. Mình năm nay là 47 tuổi thì năm tới là 48, năm tới là 49, chứ không bao giờ mà chúng ta trẻ đâu đồng đạo. Mình phải nhận định như vậy. Mình phải nhận định điều này là cái khoảng thời gian mà thầy dạy là chờ ít lâu đó cũng lặng về tay. Cho nên mong rằng tôi tại vì chúng ta phải trân trọng cái thời gian này để chúng ta tu đồng đạo. Theo tôi nghĩ đó, giờ này mỗi đồng đạo chúng ta ráng trau dồi, ráng công phu tu tập, không biết kịp không nữa chứ. Cho nên như giờ này chúng ta cứ giải đãi, cứ trễ chân, thì Đức Thầy dạy rất rõ là lo liệu liệu chịu tiến trận. Có một hội này lập lấy thân, chớ để trễ trầy e chẳng kịp, khuyên ai khuya sớm gắn chuyên cần. Kính thưa đồng đạo, chúng ta phải cố gắng đồng đạo. Hôm nay được thân người là một điều phải nói rõ là điều may muôn thở. Bởi vì năng thân tức là thân người có được mà chúng ta lại được, Phật pháp khó nghe mà ta lại nghe, mà giờ này đồng đạo chúng ta mà làm hỏng trọn nó uổng lắm đồng đạo. Cho nên hảo nào thầy mới dạy chúng ta là việc giả dối từ đây nên lánh. Bổn đạo ơi hãy ráng sửa mình, cuộc dạy đời ta lắm công trình, làm chẳng trọn uổng thay một kiếp đồng đạo. Uổng lắm, chúng ta kiếp này mà mình ngồi với nhau thế này là duyên dữ lắm, nhân duyên lắm đồng đạo á, mới đủ điều kiện ngồi với nhau thế này. Tôi và vị chúng ta ráng trân trọng cái quỹ thời gian này để chúng ta ráng tu. Như lời Đức Thầy dạy đó là phải ráng tu đặng mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu đồng đạo. Cho nên đó là cái nội hàm qua hai câu giảng đầu tiên. Vậy thì hai câu giảng này Đức Thầy trang bị cho chúng ta có được một cách nhìn. Đây là một cách nhìn trí tuệ của một vị hoàng Phật. Cho nên mình phải nhìn nhận cuộc đời là vô thường, thân mạng là vô thường. Thì đó là hai câu đầu tiên mà Đức Thầy đã dạy. Và đến câu thứ ba Đức Thầy cho biết rất rõ, lúc huỳnh hôn đèn tiết soi đầy. Như vậy thì quý vị thấy không, ba câu giảng này đặt để ba cái khoảng thời gian. Trời quá buổi chinh chinh vừa xế, là chúng ta mình định hình đó, mình ví dụ đó, mình tỉ dụ ẩn dụ thôi, là lúc này độ khoảng từ khoảng 1-2 giờ chiều. Rồi đến câu thứ nhì là chờ ít lâu cũng lặng về tay, là cái khoảng thời gian khoảng từ 1-2 giờ đi dài đến 4 giờ, 5 giờ. Và đến câu giảng thứ ba này là lúc huỳnh hôn. Huỳnh hôn là trời lặng, huỳnh hôn tức là lúc này đã tắt rồi. Huỳnh hôn là hoàng hôn đồng đó. Huỳnh hôn là hoàng hôn tức là cái đến cái giờ phút cuối cùng. Cái giờ phút mà cũng giống như Đức Thầy dạy là 2 giờ hiệp mặt 2 giờ 2. Có nghĩa là 1 giờ của năm cũ, 1 giờ của năm mới, mà đêm 30 Thầy dạy là 2 giờ hiệp mặt 2 giờ 2. Nghĩa là cái giờ giao thừa đó, vào lúc không giờ. Như vậy thì tôi và quý vị mà nếu nói đến cái từ mà Thầy dạy là lúc huỳnh hôn, thì lúc này là cái lúc mà chúng ta đang ở vào cái giai đoạn là 24 giờ. Mà giờ này là 24 giờ 50 mấy phút rồi đồng đạo ạ. Chứ không phải là 23 giờ đâu nhé. Giờ này mà chúng ta tính về 3 ngày là mình ở cái giờ này, là cái giờ phải nói gọn là lúc huỳnh hôn, là cái giờ này 6 giờ rồi. Chỉ cần một khoảnh khắc nữa thôi thì lúc bây giờ trời lặng. Cho nên Thầy dùng cái từ lúc huỳnh hôn. Và đặc biệt lúc huỳnh hôn này Thầy nhắc nhở chúng ta là phải đèn trí soi đầy. Cũng giống như đoạn khác Thầy dạy trong cái bài Than Đời đó, tức là hố sâu chất chứa người bạo ác, hang thẳm chôn chồng đẻo thiết tha, trời đã hoàng hôn mau chợt tỉnh, tìm đèn trí huệ lánh trăng ra, mới ta lánh trăng ra khỏi kẻo mang tay. Vì vậy cho nên sống trong thời buổi này, thời buổi này gọi thời buổi hạ quân, và thời buổi hạ quân này nó lại hai vấn đề nữa. Một là kỳ xã tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Thời kỳ xã tội thì đó là về phần lợi, nhưng mà bên cạnh phần lợi đó chúng ta lại mang một cái phần hại. Phần hại này là vô cùng hại, vô cùng bị ai nếu chúng ta không hiểu. Đó là trời mở cửa vĩ vương xuống thế, nên ta mới ra tay cứu tế, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sao quỷ vương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết, làm đủ cách xuống lên tha thiết, ở ngoài đường nó biết tên mình,
tin cùng không thì cũng mặc tình, chớ ta lắm công trình dạy dỗ mà Đức Thầy đã dạy trong giác mê tâm cảnh. Như vậy thì quý vị biết rằng trên thế gian này, đây cũng là một quy luật, cái lợi và cái hại nó đang hầu gần. Cái lợi là trong thời kỳ này chúng ta tu rất là dễ tu dễ đắc, tạo bồi công, tạo công đức, bồi công tạo đức rất là dễ. Nhưng mà bên cái đó cái điều hại là quỷ vương, ma vương. Thời cuối cùng này thì gần như là trời mở cửa rồi. Cho nên lúc bây giờ ma vương, quỷ vương đang trà trộn với chúng ta trong cái quả địa cầu này. Và bên cạnh đó quỷ vương, ma vương cũng đang trà trộn với chúng ta trong đồng cộng đồng tôn giáo, cộng đồng đồng đạo chúng ta đồng đạo. Cho nên ngày xưa thì trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật đã xác định rất rõ bốn cái yếu tố tà ma y quái, thì nhất định bốn yếu tố này sẽ nổi cộm trong cái thời hạ quân hạ. Vì vậy cho nên chính vì vấn đề đó mà Đức Thầy mới khẳng định là thời buổi này đồng đạo mà chúng ta không có đèn trí tuệ thì xin thưa đồng đạo là chúng ta sẽ bị gạt, chúng ta sẽ bị gạt, mình sẽ rơi vào cái chỗ giống như đường Viện Trang. Ở đây nếu nói về Tây Du thì dầu rằng đây là một cái bộ phim, một cái bộ truyện gọi là dụng sự đặc lý, nhưng mà đây là lý đạo để chúng ta áp dụng đồng đạo. Cho nên đồng đạo còn thấy không, mỗi khi mà đường Huyền Tráng mà cách xa Tôn Ngộ Không đầu thì lúc bây giờ yêu ma quỷ quái nó xuất hiện, nó biến hóa, nó lường gạt. Đâu phải nó nguyên hình là con ma con quỷ mà chúng ta biết đồng đạo. Con ma quỷ mà khi nó biến một người xinh đẹp, nó biến một ông lão, nó biến một cái người khó khăn, biến một cái nhà tu, thì thật sự mà nếu tôi bởi vậy đó, đứng trước cái ngưỡng cổ cửa đó là chúng ta bị gạt là chắc. Thật sự là bị gạt là chắc, bởi mình đâu có biết được đồng đạo. Bởi vì năm cái cách nhìn mà Đức Phật đã dạy, cho nên ở đây Đức Thầy dạy chúng ta là chúng ta phải đạt được hai cách nhìn sau cùng. Cách nhìn thứ nhất là tục nhãn, mà trong kinh Đức Phật dạy tục nhãn bất thần tiên. Nếu một người mà tục nhãn không thể nào nhìn xa trong động, mình chỉ nhìn ở cái hữu hạn bên ngoài thôi, chứ chúng ta không nhìn được vô hình. Cái thứ hai là thiên nhãn. Thiên nhãn ví dụ những cái người thiên văn học, địa lý học, người ta có thể nhìn xa trong động, biết được rằng ngày mai bão số 1, ngày kia bão số 2, ngày nọ là sóng thần động đất. Nhưng mà khi biết kia không đồng đạo, bởi vì chưa đạt cái chuẩn đó. Hai cách nhìn này là của thế gian. Đức Phật chú trọng là ba cách nhìn tiếp theo. Cách nhìn thứ ba là pháp nhãn. Muốn có pháp nhãn phải làm gì? Học Phật pháp. Chúng ta sẽ được chia sẻ được cái pháp nhãn từ Đức Phật, rồi từ pháp nhãn đó chúng ta đạt được cái huệ nhãn, là cách nhìn thứ tư. Huệ nhãn lúc này đèn trí soi đầy, và huệ nhãn là một cái thềm thang đến nấc thang cao nhất, nấc thang tối thượng là chúng ta có được Phật nhãn. Đức Thầy chúng ta có huệ nhãn, Đức Thầy truyền pháp nhãn, và Đức Thầy chúng ta có được Phật nhãn. Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ: thân bằng tăng mặc bộ sồng nâu, cuộc thiên lý một bầu điều hãn, hay hoặc là cặp mắt thánh dồn xem tứ hải, thương hồng trần mượn sát tái sanh. Cho nên đây là năm cách nhìn mà người học Phật chúng ta tin tưởng rằng quý vị phải hiểu. Hiểu để làm chi? Biết được cách nhìn của mình như thế nào. Tôi giờ này thì thật sự là có thể là tôi đạt được pháp nhãn, bởi vì mình đang học Phật mà, mình đang học pháp, thì có thể thông qua lời Đức Thầy mình sẽ có một cách nhìn. Cách nhìn này chúng ta dựa theo lời Đức Thầy cũng giống như nãy giờ đó, là chúng ta có pháp nhãn đó. Đồng đạo nhìn được cái cuộc đời này sẽ tàn rụi trong nay mai, đồng đạo sẽ nhìn được cái thân này, thân chúng ta là thân quyển giả, nào hay thân vô thường tạm mượn, do đất nước lửa khí tạo thành, sớm muộn gì cũng phải bị tan rã. Thì đó là pháp nhãn đó. Pháp nhãn nhìn cái thân này sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, đồng đạo. Những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thể sót một ai. Thì đó là pháp nhãn đó. Cho nên chúng ta đã đạt được cái này rồi. Vì vậy nên sống trong thời buổi cuối cùng này thì yếu tố quan trọng là chúng ta cần phải đạt được pháp nhãn, rồi chúng ta đạt được huệ nhãn thông qua lời Đức Thầy dạy. Như vậy thì chúng ta trở lại cái chuyện Tây Du hồi nãy. Cho nên đồng đạo thấy dầu rằng đường Huyền Trang có cái tâm đạo tu hành rất là chính chắn, không có một cái tư tưởng tà lại nổi lên trong nội tâm, nhưng mà nếu không có Tôn Ngộ Không thì đường Huyền Trang sẽ bị gạt, đồng đạo. Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta, ngoài cái việc đường Huyền Trang chúng ta đã có, đường Huyền Trang là dụ cho tâm đạo, đồng thời bên cạnh đó chúng ta cũng có cái sự tính toán điềm đạm, tính toán chu toàn trong cuộc sống của mình, chúng ta đã có được sang ngộ tịnh. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta vẫn còn có trừ bát giới nha.
chúng ta còn có ngũ dục, còn có thất tình, còn có những cái sự ham muốn thầm kín bên trong, trong mọi chúng ta vẫn còn có trư bát giới. Biết điều này để chi? Để chúng ta loại trừ trư bát giới. Nhưng mà cái quan trọng, cái nhân vật còn lại quan trọng trên cái con đường thỉnh kinh bắt được chánh quả thì đó là Tôn Ngộ Không. Phải có được Tôn Ngộ Không mới được. Tôn Ngộ Không là dụ cho trí. Cho nên hôm nay mà không có trí huệ rồi thì kính thưa đồng đạo, chúng ta không đạt được kết quả. Vì vậy khi mà có trí tuệ rồi thì chúng ta sẽ nhận diện được đâu là tà, đâu là chánh. Cho nên hôm nay đồng đạo nhớ kỹ, dầu đang người tu theo chánh đạo nhưng mà chúng ta có một cách nhìn nó không chu đáo. Tôi lấy ví dụ, một số anh em đồng đạo chúng ta là chánh đạo đúng không? Nhưng mà anh em đồng đạo chúng ta lại ngộ nhận lời Đức Thầy, mượn lời Đức Thầy rồi để nói lên những cái chuyện mà ảnh hưởng xấu đến xã hội, gây hoang mang dư luận quần chúng, rồi làm cho kẻ khác phải tin nhầm, tin rằng đời tới, tin rằng thời cuộc thiên cơ, rồi tu cuối cùng đời không tới thì nghỉ tu. Thì những cái này là những cái sẽ đi ngược lại với chánh đạo. Dầu rằng đạo chúng ta đạo chánh nhưng mà đồng đạo đi sai rồi, thì trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy rất rõ, nếu như chúng ta là chánh đạo mà mình không chân chánh, mình không có một niềm tin chân chánh, mà niềm tin mình đi theo cái sự quyển giả, thì dầu rằng chánh đạo nhưng mà chúng ta vẫn biến mình trở thành tà ma yêu quái, nhất là chúng ta sống trong thời kỳ này. Cho nên đồng đạo chúng ta ráng cẩn thận. Vì vậy cho nên giờ này đồng đạo an tâm, dầu rằng là như vậy nhưng mà ở đây Đức Thầy dạy chúng ta là phải đèn trí soi đầy. Cũng giống như Đức Thầy dạy, tôi vừa nhắc lại trong bài Thang Đời, trời đã hoàng hôn mau chợt tỉnh, tìm đèn trí huệ lánh căng ra. Cũng như một chỗ nữa thầy rất rõ, cái đó đồng đạo, thầy dạy rất rõ trong bài Lời Phiên Bổn Đạo đồng đạo. Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta cần nương theo lời Đức Thầy. Nay ta đã quy cầu đạo đó, tức là mình đã quy cầu đạo rồi, thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng học tập theo lời Đức Thầy dạy để chúng ta có được cái đèn trí, gọi là đèn trí soi đầy. Tại sao thầy dùng từ soi đầy? Soi đầy là đầy đủ, chữ soi đầy là sáng đầy đủ đồng đạo. Giống như Đức Thầy dạy là soi từ đài các xá liều cho người trụy lạc biết điều nghĩa nhân. Như vậy thì thông qua các yếu tố đó đặt các vấn đề như vậy, thì giờ này tôi và quý vị chúng ta tu cách nào để có được đèn trí tuệ, thì đây là cái điều mà chúng ta cần phải bàn. Như vậy thì thông qua kinh Di Giáo mà Đức Phật đã dạy, này các người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, này các người hãy lấy giáo pháp của ta làm đuốc, này các người không tìm cầu điều nào ngoài giáo pháp của ta. Cho nên ý Đức Phật muốn dạy, giờ này khi Đức Phật nhập diệt thì môn nhân đệ tử nhà Phật phải noi theo giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp Đức Phật là đuốc, đuốc ở đây là dụ cho trí tuệ. Và đồng thời hôm nay Đức Thầy chúng ta dạy không khác, Đức Thầy thì khai ngọn đuốc từ bi trí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường. Cho nên Đức Thầy chúng ta có Phật nhãn, Đức Thầy chúng ta có huệ nhãn, cho nên lời Đức Thầy viết ra là pháp nhãn. Vì vậy cho nên hôm nay muốn soi đầy thì tôi phải vì chúng ta phải muốn soi đầy cái đèn trí tuệ thì mình phải học tập ngay lời Đức Thầy, và đồng thời học tập ngay lời Thầy, đây còn gọi là thông giáo, gọi là văn tu tu. Tôi và vị học lời Đức Thầy là chúng ta đang có ở văn huệ, rồi học lời Thầy xong rồi chúng ta mới tư duy, mới nghiền ngẫm là tư huệ, và cuối cùng chúng ta làm theo lời Thầy dạy thì đó gọi là tư huệ. Cũng giống như hai đoạn giảng, đoạn thứ nhất Thầy dạy khi đã coi giảng thì phải tự xét mình. Như vậy thì khi đã coi giảng đó là chúng ta đạt được văn huệ, mà không khi đã coi giảng, không coi giảng là chúng ta không đạt gì cả. Rồi coi giảng xong rồi chúng ta mới lấy lời Đức Thầy cưng đông đo đếm trong mọi sinh hoạt hàng ngày, trong lời nói, trong tư tưởng, trong cái hành động của mình, coi coi cái điều nào mà Thầy dạy nên làm, cần làm, phải làm thì chúng ta làm theo. Điều nào mình làm không đúng thì mình ăn năn cải hối cúng lại hàng ngày để chúng ta chừa bỏ cái điều đó. Như vậy thì khi coi giảng là văn huệ, rồi trải qua một cái quá trình tư duy, và cuối cùng chúng ta sửa sang những thứ tật xấu thì đó gọi là tu huệ. Thì nếu đồng đạo đi theo cái lộ trình này ở đoạn đầu điều đang cấm thôi, của bài Lời Phiên Bổn Đạo tới điều đang cấm thôi, thì đồng đạo chúng ta sẽ đạt huệ. Mà đây cũng là một cái phương pháp gọi là văn tư tu mà ngày xưa Đức Phật đã dạy. Cho nên đồng đạo nhớ không, cái sự nghiệp truyền đạo là một cái sự nghiệp gọi là, phải nói gọn là một sự nghiệp không thể thiếu. Ở phương diện nào Đức Phật cũng truyền đạo. Một năm như vậy Đức Phật chỉ ở lại trong tịnh xá có 3 cái tháng,
ba cái tháng mùa mưa gọi là an cư kiết hạ đồng đạo. Bởi vì nếu mà không truyền đạo, không nói pháp thì làm sao chúng đệ tử hiểu mà để là sửa để đạt được kết quả đồng đạo. Cho nên hôm nay đây là cái điều mà cần phải có. Thì giờ này trở lại là Đức Thầy dạy qua cái đoạn văn tư tu mà chúng tôi vừa nhắc. Thì bên cạnh đó trong giác mê tâm kệ, Đức Thầy cũng dạy là ta yêu chúng viết đa giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chứ có mờ hồ. Thì cái câu giảng mà Thầy dạy nghe cạn lời chứ có mờ hồ thì đây là văn huệ đó. Cho nên chúng ta phải nghe cho cạn đồng đạo. Và Đức Thầy rất rõ, nghe cạn lời chứ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa. Tìm hiểu nghĩa là tư huệ. Hôm nay tôi và vị chúng ta đang tư duy nè, mình đang tư duy, vừa rồi chúng ta tư duy hai câu giảng mà đồng đạo Ngọc Nga đã trình bày để chúng ta về cõi Phật. Rồi giờ này tôi và vị chúng ta đang tư duy bốn câu giảng để chúng ta chọn một cái con đường thẳng chúng ta về cực lạc. Thì đây là tư huệ đó. Và cuối cùng thì chúng ta làm theo, tìm hiểu nghĩa làm theo, làm theo mới đắc đạo. Còn nếu không làm theo không đắc đạo. Mà nếu không tư duy lấy đâu mà làm theo, mà nếu không coi giảng lấy đâu mà tư duy. Cho nên đây là một cái quá trình cũng giống như đồng đạo muốn có được hạt lúa thì đồng đạo phải chăn hu, phải phân bón, phải nhổ cỏ, phải bón phân trong khoảng thời gian 3 tháng. Mà nếu đồng đạo không xạ giống xuống thì có đâu đồng đạo săn sóc đồng đạo. Cái quan trọng là hạt giống. Hạt giống là lời Đức Thầy. Cái quá trình săn sóc hàng ngày là cái quá trình mà chúng ta học tập. Cho nên đang không mà đồng đạo muốn gạo lúa về nhà, xin thưa đồng đạo không có đâu. Không có đồng đạo à. Mua đang không mà chúng ta muốn có trí tuệ, không có đồng đạo ơi. Mình phải khẳng định ngay điều này nè quý vị à. Cho nên hôm nay hiểu được điều này rồi thì tôi và đồng đạo chúng ta phải ráng khá chí tâm học hành kinh sám, thoát mê miền, hắc ám phong ba như lời Đức Thầy đã dạy. Kính thưa đồng đạo, cảm ơn quý vị. Như vậy thì đấy là cái quá trình mà mỗi đồng đạo chúng ta đi theo cái lộ trình gọi là văn tư tu. Chúng ta học trước, học sau rồi chúng ta mới suy gẫm. Như lời Đức Thầy dạy, ai xem qua xin đừng bỏ lãng, gắn công trình vạch lá tầm xấu. Hoặc giả là chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu, cố công gìn giữ tánh tùng lương. Thật sự lời Đức Thầy rất là tuyệt diệu. Đồng đạo đọc giảng mà suông suông đó chúng ta chưa thấy giá trị. Mà đồng đạo ngẫm lại, đọc một câu giảng, ngẫm từng từ, từng ngữ trong câu giảng thì đồng đạo chúng ta sẽ có được một cái món ngon rất là ngon trong tinh thần. Mình sẽ hiểu được cái giá trị của câu giảng đó, cũng như bốn cái câu giảng này nếu đọc suông thì chúng ta hiểu đó. Nhưng mà cái hiểu chúng ta ở một mức độ, mà bốn câu giảng này chúng ta phải tốn một giờ đồng hồ để đồng đạo chúng ta cùng nhau tìm hiểu, tôi và vị chúng ta cùng nhau tìm hiểu, thì cái hiểu chúng ta nó sẽ đi vào một cái đỉnh điểm cao hơn để chúng ta tu hành đồng đạo. Cho nên hảo nào thầy dạy rất rõ là đạo hiểu rồi ngon tợ gỏi nem, hoặc giả là mùi đạo dịu gỏi nem có sánh trong hai bài. Như vậy thì đây là cái quá trình mà đồng đạo chúng ta đạt được đó, đạt được trong vấn đề tư duy. Và tư duy xong rồi thì chúng ta bắt đầu làm theo những cái chúng ta hiểu. Cho nên như vậy là chúng ta không tu mù, đó là tu đúng cách. Còn bằng ngược lại, hôm nay tín đồ Đức Thầy mà chúng ta không học, chúng ta không hiểu thì lúc bây giờ chúng ta làm không đúng là phải rồi. Đúng rồi, tín đồ Đức Thầy mà buông ra thì bàn bóng đá, buông ra thì bàn cá độ đá banh, buông ra thì ra lại chuyện thiên hạ, rồi buông ra lại hơn thua, buông ra phạm giới luật, để có biết cái gì đâu mà không phạm. Là tín đồ Thầy mà phạm thì nó cấm không thuộc nữa, người không là phạm là phải rồi. Có biết cái gì mà cấm, cái gì mà ta chẳng nên, ta không nên đó. Giống đồng đạo Nga nói hồi nãy đó, hôm nay là tín đồ thì chúng ta cũng phải thuộc 8 điều đăng cấm. Dầu rằng chúng ta không thuộc đúng 449 từ, chúng ta có thuộc đỡ không thuộc. Theo đồng đạo đỡ không thuộc. Tôi nói ví dụ về 449 từ này, tôi thuộc được có 400 từ à. Còn 49 từ kia tôi đọc lộn, tôi đọc quên, nó cũng đỡ đồng đạo không thuộc. Không, mình phải nhận định điều này để chi? Để chúng ta có được cách hiểu thông khoáng hơn trên cái quá trình mà chúng ta học là Đức Thầy. Thì đó là cái phương diện thứ nhất để chúng ta đem tôn ngộ không vào chính mình. Và cái phương diện thứ hai nữa cũng không ngoài ba phương pháp gọi là giới định huệ. Hồi nãy thì văn tư tu cũng là ba phương pháp, còn phương pháp thứ hai là giới định huệ. Thì từ chỗ văn tư tu, từ chỗ học đó, tôi bảo vệ chúng ta mới lấy giới luật làm một cái nền tảng căn bản, mình mới giữ giới đồng đạo. Bởi vì giữ giới tâm mới định, và tâm định rồi thì trí huệ phát khai. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta muốn thoát cái cảnh tà ma y quái, hôm nay chúng ta không bị cái sự quyến rũ của tà ma y quái,
Hôm nay chúng ta muốn có được trí tuệ thì giới luật là điều căn bản. Đồng đạo định hình giùm cho tôi. Tôi nói chung luôn cả tín đồ nhà Phật, không điên tín đồ Phật giáo hoàn hảo đâu. Nếu như một nhà tu mà nhà tu này không giữ giới luật thì nhà tu này đi theo con đường tà ma yêu quái, như trong kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật dạy. Tín đồ Phật giáo hoàn hảo, dù đằng đồng đạo có ăn chay, có niệm Phật, có cúng lạy, có làm từ thiện, mà đồng đạo không giữ được giới luật của đạo thì đồng đạo nên coi mình coi chánh hay là tà. Nói thẳng với nhau nghe đồng đạo ạ. Chứ điều này không có nương được. Nếu mà nương cái này là thất bại. Bởi vì ngày giờ cũng cận nè. Cho nên chúng ta nói thẳng với nhau nghe, mình là người tu mà giờ này giới luật chúng ta còn phạm, đồng đạo nên xem lại coi mình là chánh hay là tà. Cho nên tà ma yêu quái chúng ta đừng có chỉ người ta. Chỉ người ta có ngón bốn ngón chỉ mình, đồng đạo à, nhớ kỹ vấn đề này. Chỉ người ta có ngón bốn ngón chỉ mình, phải không đồng đạo? Vì vậy cho nên vấn đề này rất là nhạy cảm. Tại sao tôi dùng từ nhạy cảm? Bởi vì thật sự đồng đạo, trong đạo chúng ta thì đồng đạo thì đông ha, mà Đức Thầy dạy là xuồng dông chở không đầy đồng đạo. Bây giờ bổn đạo dư muôn nửa sau lọc lại một xuồng lưng lưng, chèn ngân xuồng lưng lưng, nghe nói nha, phải nói thiệt là đau thương. Mà thật sự đồng đạo, bây giờ đồng đạo hình dung giùm tôi, tôi không cần ở xa, trong nhà mình thôi đồng đạo à, chồng mình, vợ mình, con mình, anh em mình, chú bác, cô cậu, bạn gì thôi đồng đạo, hình dung cho tôi coi, 10 người tu được mấy người giữ giới nè. Rồi trong ban trị sự mình bây giờ 9 ông đi, đừng nói chứ đồng đạo, trong ban trị sự mình 9 ông là 9 ông này đại diện đúng không? Nhưng mà chúng ta dòm 9 ông này được mấy ông giữ giới nè. Đồng đạo mình phải nhìn thực tế một chút. Rồi ở trong cái xã mình, cái ấp mình, cái khóm mình, tôi nói là 500 tín đồ đi, 500 tín đồ này được mấy người giữ giới nè. Cho nên Đức Thầy dạy 100 mới đặng ói thôi 10 người là tôi nói Thầy vớt á. 100 than ôi chưa được 10 người là vớt. Chứ nếu mà Đức Thầy mà cắt thẳng đó, có nghĩa Thầy dạy nửa sau lọc lại vứt tì cũng chê. Vứt tì Thầy chê, Thầy chưa bỏ. Mà nếu Thầy nói là nửa sau lọc lại vứt tì cũng bỏ là như là tiêu hết. 100 được có 1 người dữ lắm. Không biết được người không đó. Phải không? Cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. Vì vậy cho nên cái yếu tố căn bản mà tôi vậy, vì chúng ta tu mà chúng ta không phát huệ, chúng ta tu mà bị tà ma yêu quái nó theo nó phá hoài. Cái mình nói tại sao nó phá mình? Không phải đâu, tại mình muốn nó phá mình đó đồng đạo. Tại mình chiêu cảm, ý mình cũng muốn đúng không? Cho nên nó phá mình. Tôi nói ví dụ về ma vương, ma nữ, ma dân đang không phải nó phá mình đâu. Tại vì mình chiêu cảm, nó đã có ngủ không rồi. Trong nội tâm chúng ta nghĩ cái gì, làm cái gì nó biết hết. Cho nên khi mà mình chiêu cảm, mình ham muốn cái đó, trong cái thầm lặng nội tâm mình ham muốn cái đó, là mình đã phạm giới rồi đúng không? Mình đã mời gọi tà ma yêu quái, thì lúc đó nó sẽ hiện thân những cái mình muốn để nó đột nhập mình. Đột nhập mình xong mình nó tại bị. Nhưng mà không ngờ mình là chính hiệu, mình là cái người mời gọi nó vào đồng đạo. Do đó cho nên đồng đạo muốn thoát được vấn đề này, một cách duy nhất là chúng ta giữ giới. Vậy thì giờ này Đức Thầy dạy lúc huỳnh hôn đèn trí sáu đầy. Cho nên hôm nay vào cái buổi chiều hạ quân hạ này, tôi vậy vị một mặt là chúng ta học là Đức Thầy, mặt khác là chúng ta giữ giới. Hai điều kiện này là nhất định chúng ta có được trí huệ. Lúc đầu là chúng ta có trí huệ hữu sư, tức là trí huệ nhờ Thầy. Trí huệ này nhờ Thầy là Đức Thầy mà chúng ta đem ánh sáng Đức Thầy để sáng tâm của chúng ta, tức là mượn ngọn đèn chân lý Đức Thầy để chúng ta làm sáng tâm mình, thì đây là bước đầu tiên. Bước này chưa có soi đầy. Chúng ta cần phải đạt được cái bước cao hơn là chúng ta đạt được trí huệ vô sư. Trí huệ vô sư là trí huệ này là tự bên tâm bên trong chúng ta nó sáng ra. Hồi nãy là mượn cái đèn bên ngoài đốt cái nhà, nhưng mà giờ này tự động bên trong nó sáng ra, thì như vậy chúng ta mới đạt được kết quả đồng đạo. Khi mà đạt được từ bên trong tâm nó sáng ra, tức bây giờ chúng ta đã ngộ nhập Phật tri kiến rồi. Mình đã tìm được chủ nhân ông đồng đạo. Lúc bây giờ mình đã đạt được cái kết quả rồi, mình đã được bổn lai diện mục rồi, thì Đức Thầy dùng cái từ soi đầy. Cho nên chúng tôi muốn bàn như vậy để chúng ta thấy được cái giá trị của người tu. Chúng ta đi từ nấc thang một, đúng như là Đức Thầy dạy là đường đạo đức bước đi từ nấc. Và chẳng những dừng ở đây mà Đức Thầy còn dạy thêm nữa là tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Đây mới là cái vấn đề chúng ta cần phải bàn. Nói mà được cái pháp tu mà có được trí tuệ thì coi như là chúng ta đạt kết quả rồi. Và đồng thời Đức Thầy sợ đệ tu của mình chưa đủ công đức về cực lạc. Bởi vì cái cốt lõi người tu chúng ta, tôi vậy vị chúng ta phải về cực lạc.
Vậy thì cực lạc là gì? Cực lạc nói về từ ngữ là cột vui, mà cực lạc nói cho đủ là Tây Phương cực lạc. Cực lạc nó là nói cho đủ là cõi Phật, là cái nơi an dưỡng, như Đức Thầy dạy là về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu. Như vậy thì có ai về cực lạc chưa? Xin thưa đồng đạo, có rất là nhiều. Hằng hà sa số chúng sanh tu hành đắc đạo được về cực lạc. Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ là Tây Phương cực lạc Phật hằng hà, ta ráng bền lòng Phật chẳng xa. Cho nên Đức Thầy đã dạy rất rõ đồng đạo, có nghĩa là rất là nhiều người đắc đạo mà điển hình gần gũi với chúng ta đó là Thầy mình. Bòn lây điên dạy con ngồi Tây Phương cực lạc khung ngồi to xác. Đức Thầy chúng ta đã ở bên cực lạc đắc đạo về bên kia rồi, và Đức Thầy chúng ta mới trở lại về đây. Thiên trước tòa sen có chỗ ngồi, xuống trần chẳng dụng chốn câu ngôi, mà Đức Thầy đã rất rõ không đâu. Và Đức Thầy từ bên kia về đây, khi về đây Đức Thầy mới khẳng định ngày xưa Đức Phật dạy nước biển chỉ có một vị, mạng đạo của ta chỉ có giải thoát mà thôi. Thì hôm nay Đức Thầy dạy không khác, khi bên cõi cực lạc trở về đây, Đức Thầy đã khẳng định rất rõ à, tức là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ. Chính thưa đồng đạo, về cực lạc hết khổ nha, còn ở đây là còn khổ. Mình phải nhận định điều đó. Dầu rằng ở đây chúng ta có giàu có sung sướng, có đẹp đẽ, có quyền cao chức trọng, nhưng mà chúng ta vẫn ở trong cái buổi khổ, vẫn ở trong cảnh khổ, chúng ta vẫn khổ. Chỉ có chúng ta về cực lạc chúng ta mới hết khổ mà thôi. Thì đó là thông qua những cái để chúng ta hiểu về vấn đề về cực lạc. Như vậy thì hiểu về phương diện cái thuyết như thế, thì giờ đây tìm nẻo thẳng. Tại sao Đức Thầy dạy chúng ta là tìm nẻo thẳng? Tìm nẻo thẳng mới đi về cực lạc. Bởi vì trên con đường tu chúng ta gặp rất là nhiều cái sự gai trống, rồi những cái sự phải nói gọn là những cái cố quẹo, những cái ngã ba, những cái ngã tư. Ở đây đồng đạo có gặp cố quẹo chưa? Tôi gặp rồi đồng đạo ạ. Cái cố quẹo mà chúng ta lái mà nó không vững nghe là chúng ta té xe đồng đạo ơi. Té xe đó đâu phải đơn giản đâu, mà chúng ta té xe vậy là chúng ta không có về cực lạc được đâu, nửa chừng là gãy đổ làm sao về được. Cho nên chúng ta là người tu, là một vị tài xế, mà vị tài xế này phải giỏi mới được, rất là giỏi mới được, để lèo lái cái con thuyền chúng ta đi. Quý vị nhớ gặp mấy cua quẹo nhớ lái cho kỹ nha, nếu mà không cẩn thận lật xe, rồi gặp cua quẹo còn đỡ, mà gặp ngã ba ngã tư đứng dòm ở trước mặt mình ba ngã biết quẹo hướng nào. Quý vị nhớ rằng con đường giải thoát có một hướng thôi, mà chỉ cần chúng ta rẽ trái, chúng ta rẽ phải là coi như chúng ta lâm tà đạo như ngư bất dụng. Cho nên đời tôi của mình đồng đạo đừng nhẹ dạ, đồng đạo đừng dễ tin. Nghe người ta nói cái này, nghe tới cái mình tin theo là chúng ta rẽ đâu. Giống như Đức Thầy dạy là ta bước bước đường gặp nẻo trong, mà không nản chí với nao lòng, dắt dìu nhân loại câu quyền bí của Đức dạy đời đảng á đông. Cho nên trong đời tu của mình, khi mà Đức Thầy dùng cái từ tìm nẻo thẳng, có nghĩa rằng trước mắt chúng ta nó có nhiều cái ngã rẽ, có nhiều cái cú quẹo, cho nên mình phải bền lòng, phải chặt dạ đồng đạo. Vì vậy cho nên tìm nẻo thẳng ở đây, thì theo cái hiểu của mình, đồng đạo chúng ta phải đi đúng theo hai cái định hướng để chúng ta về cực lạc. Định hướng thứ nhất, thì Đức Thầy xác định rất rõ, Đức Phật Tổ nào đâu hẹp lượng, chịu nhọc nhằn mớ rõ đạo đời, thấy một đường thẳng bẳng mà mê ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Cho nên cái con đường thẳng bẳng ở đây là cái con đường đạo đế. Như vậy đồng đạo đi theo con đường đạo đế, đó là chúng ta tìm đạo thẳng. Vậy thì đạo đế là gì? Đạo đế theo nhà Phật gọi là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Nhưng mà đạo đế theo lời Đức Thầy dạy thì xin thưa đồng đạo chỉ có 8 cái phẩm thôi, đó là bát chánh đạo. Cho nên giờ này trong đời tu của mình, đồng đạo cứ căn cứ theo bát chánh Đức Thầy để chúng ta đi, coi như chúng ta đi theo nẻo thẳng. Mà bằng ngược lại, tôi bại vị trên đời tu của mình, chúng ta chỉ phạm một trong bát tà thôi, đừng nói chỉ bát tà, phạm một trong bát tà thôi, mình tu mà chúng ta còn tà kiến, hoặc giả chúng ta còn tà tư duy, hoặc giả chúng ta còn tà nghiệp, hoặc giả chúng ta còn tà tinh tấn, hoặc giả chúng ta còn tà mạng, hoặc giả chúng ta còn tà ngữ, hoặc giả chúng ta còn tà niệm, còn tà định, thì coi như là chúng ta quẹo hướng khác, mình không đi theo lẽ thẳng đồng đạo. Khi chúng tôi nói đồng đạo suy gẫm đúng không nè, dầu đây đồng đạo hành đạo dữ lắm, chỉ cần đồng đạo tà kiến thôi là bao nhiêu công quả mình bị năng hết, chỉ cần chúng ta tà tư duy thôi
thì lúc bây giờ chúng ta đâu có được cái gì mà trí tuệ đâu. Lúc bây giờ ma nhập chúng ta, quỷ nhập chúng ta, thú tính chúng ta nó trỗi dậy trong nội tâm của mình. Nếu chúng ta còn tà tư duy, hoặc là tà niệm, hoặc tà định, hay hoặc là chúng ta còn tà ngữ, thì coi như cái miệng nó cứ phết công đức đồng đạo. Vì vậy cho nên tìm nẻo thẳng ở đây, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng đi đúng theo bát chánh đạo mà Đức Thầy đã dạy. Và đồng thời cái điều quan trọng này Đức Thầy đã khẳng định, bát chánh đạo là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ và tăng triển con đường giải thoát. Bởi vì khi về cực lạc là giải thoát rồi, đúng không? Cho nên hôm nay đồng đạo ơi, chúng tôi cũng thường nói bát chánh đạo Thầy viết 3 lần đâu có nhiều đồng đạo. Mình tính ra số câu số từ đâu có nhiều, chúng ta đọc khoảng 10 phút, hơn 10 phút là xong rồi. Nếu mỗi đồng đạo chúng ta dành cho thời gian gia công để học bát chánh đạo, học để làm chi nè? Học để chúng ta phát hiện cái nào chánh, cái nào tà. Chánh chúng ta theo, tà chúng ta trừ, thì chỉ có bao nhiêu là đắc đạo, có gì lạ đồng đạo. Mà nếu đồng đạo chưa học bát chánh đạo, đồng đạo đâu có biết cái gì là tà kiến, tà tư duy, cũng đâu có biết gì là chánh kiến, chánh tư duy, đúng không? Mà khi học bát chánh đạo xong rồi thì mình biết chờn chèn ơ, giờ này biết rồi, hầu đó giờ làm cái nghề nghiệp tà nghiệp đâu có biết đâu. Mà giờ này học nữa thầy, biết à, biết à. Cho nên thôi, cái nghề tà nghiệp không làm nữa. Đừng có ham tiền, ham tiền mà ham tiền, tiền thì bỏ, mà nghiệp thì chúng ta đeo đuổi hoài. Hoặc giả là mình chưa học được Đức Thầy, mình đâu có biết tà ngữ, đúng không? Nhưng mà học xong rồi về chánh ngữ thì mình biết chàng ơi, vậy là mấy chục năm nay phạm vào tà ngữ mà không có biết. Cho nên giờ này sửa lại, đi đúng chánh ngữ. Cho nên yếu tố căn bản đầu tiên là về cái tri thức chúng ta phải học đồng đạo. Thì đó, đó là chúng ta đi đúng theo con đường bát chánh đạo đó mà Đức Thầy đã dạy đó. Nếu ta tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, như vậy thì yếu tố đầu tiên tìm nẻo thẳng về cực lạc, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải đi theo 8 con đường này. Đó là nẻo thẳng đồng đạo, như Đức Thầy dạy rất rõ trong chánh tinh tấn, là cứ một đường thẳng bẳng mà mê, ô chừng đó mới là mầu nhiệm. Hoặc là chánh tinh tấn vào thành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình, dầu chay phá đối đức tin, ta cũng cứ một đàn đi tới đồng đạo, phải không? Cho nên hôm nay mình phải nhận định điều đó. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhất này có thể là biểu tượng cho thiền. Rồi cái thứ hai nữa, mỗi đồng đạo chúng ta muốn tìm nẻo thẳng thì chúng ta phải có tính, phải có nguyện, phải có hạnh. Vậy thì tính, nguyện, hạnh nằm ở đâu? Mà Đức Thầy dạy là lòng thương chúng, thiết phương tịnh độ, đặng chất diệu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Thì đó là, đây là cái con đường mà chúng ta phải đi đồng đạo. Như vậy thì tìm nẻo thẳng, đồng đạo phải cứ nhất tâm, chúng ta phải có tính, có nguyện để chúng ta phụng hành. Vậy thì tính, nguyện, phụng hành, đây còn gọi là ba món tư lược. Mà trong kinh Tịnh Độ, Đức Phật đã dạy đường đây đi Tây phương 10.000 dặm xa thai, tư lương nếu đầy đủ, lo gì chẳng đến ngay. Như vậy thì con đường chúng ta về của Phật, nếu đồng đạo có đủ tính, nguyện, hạnh là chúng ta đi thẳng. Mà nếu không có tính, nguyện, hạnh, giống như chúng ta đang đi trên một lộ trình mà chúng ta không có bỏ gạo theo, không có bỏ nước theo, không có tiền, thì rõ ràng nếu mà không có như vậy là chúng ta buộc mình phải dừng cái cuộc đi rồi. Hoặc giả chúng ta rẽ hướng khác để chúng ta kiếm gạo, để chúng ta kiếm tiền, để chúng ta kiếm nước, đúng không? Như vậy là chúng ta không đắc đâu. Cho nên hôm nay từ đó thì chúng ta mới suy ra được rằng giờ này tính, nguyện, hạnh, đây là ba yếu tố quan trọng mà chúng ta phải thực hiện. Cái thứ nhất là thôi bảo vệ, chúng ta phải tin, mình phải có đức tin đồng đạo. Bởi vì hôm nay nếu mà đề tu của mình mà đồng đạo thiếu đức tin là chúng ta ban ngã hướng khác. Bởi vì Đức Thầy dạy chúng ta mình không tin Thầy, không tin Phật, thì mình đã bị ngã rẽ rồi, đúng không? Cho nên hôm nay chúng ta phải tin. Tin cái gì? Thứ nhất là tin có cõi Tây phương cực lạc, tin có thế giới riêng của Đức Phật A Di Đà, tin có củ phẩm liên hoa, tin là chúng ta sẽ tỏ liên đài, sẽ ngồi tòa sen, tin cái lời giới thiệu của Đức Thầy, tin là vào cái sứ mạng độ đời Đức Thầy, tin vào giáo pháp Đức Thầy. Thì bao nhiêu đó chúng ta sẽ đạt được, đạt được một cái phần ba trên bước đường chúng ta đi về cực lạc đồng đạo. Như vậy thì từ đó mình mới suy ra tại sao mà Đức Thầy dạy chúng ta phải cứ nhất tâm tính, nguyện, phụng hành. Bởi vì Đức Thầy biết được căn cơ trình độ của chúng ta. Quý vị thấy như vậy, cho đồng đạo chúng ta nhìn cái dáng vẻ bên ngoài rất là chuẩn, nhưng mà nội tâm đó thì có người tin, có người không tin. Thật sự là có một vị giáo lý viên
bà nói với tôi là không tin có quả Cực Lạc, không tin có Đức Phật A Di Đà. Thì thật sự mà khi nghe đồng nghiệp mình nói câu này là tôi thật sự là hết sức xót xa trong lòng đồng đạo. Nhưng mà rất tiếc đồng đạo ít đi thuyết giảng. Đồng đạo này đi thuyết giảng nhiều mà truyền đạo kiểu này chắc cả như là đồng đạo chúng ta mang cái quả đồng đạo. Vì vậy cho nên hôm nay mình phải nhận định, tôi nói giáo lý viên đó, chứ tôi chưa nói đồng đạo chúng ta nữa đồng đạo à. Thế như vậy anh em đồng đạo mình đó, thật sự chứ mình niềm tin chúng ta còn lạc lõng lắm. Trong khi Đức Phật đã dạy tín vi đạo nguyên công đức mẫu, hôm nay chúng ta tin là mẹ đã sanh ra công đức, mà nếu chúng ta không tin làm sao chúng ta hành đạo được đồng đạo. Tôi nói nôm na để mình thấy nhiều cái hụt hẫng. Đức Thầy dạy chúng ta niệm Phật trong tâm đúng không? Lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm, hoặc là chắp tay niệm Phật Di Đà lòng ta, ta biết ai mà mặc ai, hoặc là thầm thầm tối tối gặm ai hay. Đức Thầy dạy chúng ta nguyện trong tâm, mà đồng đạo giờ này chúng ta niệm Phật còn ra tiếng đó, thì như vậy là đức tin chúng ta để đâu? Thầy dạy niệm trong tâm mà chúng ta lại nguyện niệm ra tiếng, thì như vậy đức tin chúng ta quá lạc lõng đúng không? Đức Thầy dạy là Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ đi đứng nằm ngồi đáng niệm chứ quên không đi thật khác. Mà giờ này thì chúng ta niệm 4 chữ rồi, chúng ta không niệm theo đúng một cái quy trình mà Đức Thầy dạy. Đức Thầy dạy 6 chữ mà chúng ta niệm 4 chữ, đức tin chúng ta để đâu này đồng đạo? Đức Thầy dạy chúng ta thờ 3 ngôi mà chúng ta thờ 4 ngôi, thờ 5 ngôi, thì chúng ta thấy đức tin để đâu? Đức Thầy không cho chúng ta bàn thời cuộc tiến cớ mà chúng ta lại mạo gan bạm gan bàn thời cuộc tiến cớ, thì như vậy là đức tin để đâu? Đức Thầy không cho chúng ta dị đoan mê tín, cậu cô chú bác đừng coi bói theo lối dị đoan mắt bạch độc. Đằng này chúng ta năm nào năm tuổi của mình sợ lắm. Năm nay năm tuổi, năm 37 tuổi, năm 47 tuổi. Năm nay nghe nói sao La Hầu đó, cho nên tháng giêng rồi cũng cúng sao cúng hạt. Vậy đức tin chúng ta để đâu đồng đạo? Cho nên mình bàn một lát rồi chúng ta cảm thấy nó trúng tùm lum hết trơn đồng đạo rồi. Nó dính ra trơn, phải đơn giản đâu, phải không đồng đạo? Vì chúng ta thiếu đức tin cho nên chúng ta mới rơi vào những cái hệ quả đó. Cho nên mong rằng quý vị cố gắng, tôi nói nôm na chúng ta thiếu đức tin, cho nên chúng ta tu mà chúng ta vẫn còn cờ bạc, tu mà chúng ta vẫn còn uống rượu. Đâu đồng đạo rõ ràng thấy đức tin rồi. Thế nếu mà đồng đạo có đức tin là chúng ta đâu có dám không? Đâu có dám làm những cái điều này đồng đạo à. Cho nên đấy là mình bàn một số khái niệm về đức tin. Rồi bên cạnh tính ra thì chúng ta còn phải nguyện. Cái chữ nguyện ở đây đồng đạo đừng có nhầm. Nguyện là chúng ta phải tin sâu là nguyện thiết. Nguyện là gì? Là tha thiết mong cầu đó. Chứ không phải nguyện ở đây là chúng ta phải lập một cái bài nguyện bằng một cái văn bản nào đó, một cái văn nguyện nào đó để chúng ta phải học theo, nguyện theo trong lúc chúng ta niệm Phật. Những cái gì cần nói, cần dạy thì Đức Thầy đã nói, đã dạy hết rồi. Chúng ta chỉ thực hiện theo là Đức Thầy là đủ đồng đạo. Chúng ta có lập nguyện mà. Trong bài quy y là chúng ta đã có nguyện rồi đúng không? Trong bài Tây Phương Hữu Nguyện là chúng ta có nguyện rồi. Trong bài Mắt Nhìn Trần Đỏ Niệm Di Đà Đức Thầy dạy cho ông Ký Giỏi ngày xưa, thì đây cũng là đại để mà chúng ta cần phải niệm trong lúc niệm Phật chứ. Chúng ta đâu có cần tạo thêm gì nữa đồng đạo. Cho nên đặc biệt một điều, nhiều khi Thầy dạy chúng ta lại không nghe, mà chúng ta lại nghe đồng đạo mình. Nghe ông A, ông B đó, ông viết một cái bài nguyện đó, dài cả trang, hai trang giấy, hay quá. Rồi buộc đồng đạo chúng ta đọc theo, mình cũng nghe lời theo, tu theo Thầy, mà thực hiện theo đồng đạo A, đồng đạo B. Thì vậy chúng ta đi sai là mãi đó. Vậy là chúng ta đi ngã khác đúng không? Tới ngã ba, ngã tư, cái chúng ta quẹo tuốt rồi không đi thẳng, đường lớn không đi. Nay đường bụi có người mở ngõ. Mà chúng ta không chịu nói theo dấu phỏ đằng dê. Mà giờ này chúng ta lại quẹo, mà tưởng là quẹo cái ngã nhỏ. Cái đường lớn là quốc lộ mà không đi. Thấy cái chỗ hương lộ, cái chỗ tỉnh lộ có cái đèn đẹp quá lũ vô đó. Bởi vì chúng sanh thì phần nhiều là đeo tuồng mộng nguyễn lập lè sắc hôn. Bởi vì mình nhẹ dạ, mình dễ tin, nghe tôi nói mình tin theo đồng đập. Cho nên cái chí nguyện này chúng tôi muốn nói như thế, nói rất nhiều lần rồi. Tôi nhớ không lầm, nói cả nghìn lần đó, không phải là một hai lần, một hai trăm lần đâu. Cho nên hôm nay mình nhìn nhận vấn đề này để chi? Để chúng ta có được một chí nguyện tha thiết mong cầu được sanh về Cực Lạc, tha thiết mong cầu được về đoàn tụ với Thầy, tha thiết mong cầu để chúng ta tọa liên đài, ngồi tòa sen, thì đó là chí nguyện đó. Rồi ngoài tín nguyện ra thì chúng ta phải phụng hành. Phụng hành ở đây có nghĩa là chúng ta phải niệm Phật, chúng ta phải làm lành. Đồng đạo nhớ kỹ phụng hành mà Đức Thầy dạy trong cái phần này. Thì nếu chúng ta hiểu về cái nghĩa gọn đó, có nghĩa Đức Thầy dạy là niệm Phật. Nhưng mà đồng đạo nhớ cho kỹ, niệm Phật và làm lành, hai vấn đề này Đức Thầy đề cập chung với nhau. Niệm Phật mà không làm lành là chúng ta đang niệm dữ đồng đạo, mình đang niệm ma đó. Niệm Phật phải làm lành mới thật sự là niệm Phật.
Như vậy thì phụng hành ở đây chúng ta phải gia công niệm Phật. Niệm Phật trong thời pháp cũng xong, muốn niệm Phật cũng được, ngồi bán già thẳng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay niệm cái bài Tây Phương 37 chữ. Hoặc giả là chúng ta ngoài sau mỗi thời pháp thì đồng đạo chúng ta phải ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Việc biến chuyển thiên cơ đất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành như là Đức Thầy đã dạy. Cho nên chúng ta thấy không, Đức Thầy đề cập chỗ này, Đức Thầy dùng cái việc, cái từ ngữ là việc biến chuyển thiên cơ đất gấp, thì có nghĩa là trời lặn rồi, đúng không? Lúc này là lúc bình hôn rồi, trời lặn rồi, gấp rồi, nhanh mau đồng đạo à, mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hội này. Cho nên chúng ta không kiếp không chuyên cần niệm Phật thì mai mốt người ta đi bỏ mình ở lại, mà phải chi ở lại mà chúng ta còn cái đò sau để đi, không nói làm chi. Đằng này tôi vậy, vì chúng ta đang ở trong cái buổi chiều gọi là đò chiều chiến chót. Cái người nào qua được bờ bên kia thì coi như là yên, còn người nào ở lại thì Đức Thầy đã dạy là linh hồn chìm đắm chúng đi hả. Cho nên phải hiểu điều này để đồng đạo chúng ta ráng niệm Phật, thì đó, đó là tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Và ngoài vấn đề đó, chúng ta nhớ dùm cho tôi một đoạn. Một đoạn này là tổng hợp, tổng hợp để mỗi đồng đạo chúng ta tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Như lời Đức Thầy dạy, nếu ta tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ, lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ diệt mất. Kính thưa đồng đạo, đây là cái đoạn giảng để giúp cho chúng ta hoàn toàn đạt được trí huệ, đèn trí sơ đầy. Và đoạn giảng này là chúng ta đi thẳng về cực lạc. Như vậy thì trở lại qua bốn câu giảng này: trời quá buổi chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lặn về tây, lúc huỳnh hôn đèn trí sôi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Ngắn gọn 28 từ, nhưng mà khi chúng ta chia sẻ thì đồng đạo thấy được cái sự dịu màu trong giáo lý của Đức Thầy. Đồng đạo, 28 từ này Đức Thầy muốn dạy chúng ta, thứ nhất là giờ này trong nguồn tư tưởng của chúng ta thì đồng đạo phải định hình được là tôi và vị chúng ta đang ở trong cái buổi chiều của Hạ Nguyên Hạ. Và mỗi đồng đạo chúng ta nhìn thực tế đi, bởi vì cuộc đời chúng ta đã kinh qua nhiều cái sự khổ, giờ này chúng ta đã già hết, chúng ta sắp lặn, mình phải nhìn nhận cuộc đời là vô thường, cuộc đời là vô ngã. Như là Đức Thầy dạy, tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ. Như vậy thì chúng ta phải thường thường suy nghĩ, tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ. Đồng đạo, mình phải suy nghĩ cuộc đời này không còn, cuộc đời này không trường tồn, và cái thân chúng ta cũng không trường tồn. Thì hiểu được điều đó là một động lực để giúp cho chúng ta tinh tiến hơn trên cái lộ trình tu hành của mình. Mỗi khi chúng ta giải đãi, mỗi khi chúng ta gần như mình lười công phu hành đạo, mình lười niệm Phật, thì đồng đạo phải định hình được rằng mình sống không còn bao lâu nữa, mình ở đây không còn bao lâu nữa. Cho nên mình cố gắng, ngày nào chúng ta còn, ngày nào chúng ta có điều kiện thì chúng ta cố gắng làm. Thì đó là cái yếu tố đầu tiên mà Đức Thầy dạy. Yếu tố thứ hai, Đức Thầy cảnh báo chúng ta biết rằng trong cái buổi chiều này, trong lúc mặt trời gần gần lặn này, thì lúc bây giờ các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân rắn tránh kẻo lâm mà khổ, chúng nó xuống phiên đăng nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sanh, ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy không mong sống sót. Cho nên vào thời buổi giờ này tà ma yêu quái lẫn lộn với nhau, cho nên mỗi đồng đạo chúng ta phải có giáo lý Đức Thầy, có được cái ngọn đèn chân lý. Quý vị cứ chuẩn mực theo lời Đức Thầy dạy, đó là chúng ta có được đèn trí đó. Rồi chúng ta lấy giới luật làm cái điều kiện căn bản để rồi chúng ta giữ giới, thì hai yếu tố này kết hợp nhuần nhuyễn với nhau thì coi như là chúng ta sẽ vượt qua cái cảnh tà ma yêu quái trong cái buổi đời Hạ Quân Hạ này. Và cuối cùng, cái mục đích cứu cánh sau cùng, thì mỗi đồng đạo chúng ta cần phải tu một cái con đường thẳng, đi theo một lộ trình mà Đức Thầy đã vạch sẵn để chúng ta đi đến cái rốt là chúng ta phải về cực lạc. Cho nên muốn đi đúng con đường thẳng về cực lạc, bát chánh đạo đó là phương châm giúp cho chúng ta hành đạo trong cuộc sống của mình. Và đồng thời ngoài bát chánh đạo ra thì mỗi đồng đạo chúng ta ráng lục tự tỳ tâm là phương phép, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời, hoặc giả là đêm ngày nhớ Phật có thường, phải ráng lo lường kiếp chỉ từ đây. Chúng ta phải kiên trì niệm Phật. Khi đồng đạo niệm Phật thì đây là một cái phương pháp gọi là phương pháp dễ tu,
nhưng mà cái phương pháp này rất là khó đắc đồng đạo. Đây xin lỗi, phương pháp dễ tu mà rất là khó tin. Vì vậy cho nên đối phương pháp này rất là dễ hành, nhưng mà chúng ta cũng rất là khó tin. Mình phải tin sâu với nguyện thiết để phụng hành thì chúng ta phải đạt kết quả. Thì nếu đồng đạo trong đời tu của mình chúng ta chuyên trì niệm Phật, tin có cõi cực lạc, tin có thế giới an lạc, tin có một cái nơi an dưỡng, và chúng ta cố gắng lập một chí nguyện cho bền vững, để rồi chúng ta cố gắng như là Đức Thầy dạy, đó là sống sanh ra phận đông mài, một đời một đạo đến ngày chung thân. Hoặc giả Đức Thầy dạy chúng ta đó là chung thân quyết chí dốc làm lành, thì đến đây chúng ta sẽ được về cực lạc. Thì chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái bài nói chuyện của mình, thì cũng đã 11 giờ 15 phút rồi. Thì theo lời đã hứa thì chúng tôi cũng cố gắng tranh thủ với cái hiểu của mình cũng chia sẻ hết ý trong lần gặp gỡ này. Thì đến đây chúng tôi đã làm tròn cái phận sự của mình trong cái sự chia sẻ, không sao tránh khỏi những sơ sót nhất định, cũng ngưỡng mong với đồng đạo niệm tình lượng thứ bổ khuyết tim. Và cuối cùng thì chúng tôi rất là kính cảm ơn ban tổ chức đã có lời mời sắp xếp ngày hôm nay đủ duyên chúng tôi được về đây chia sẻ qua cái bài nói chuyện của mình thông qua 4 câu giảng. Mà theo tôi nghĩ 4 câu giảng rất là quan trọng, mỗi đồng đạo chúng ta cần phải hiểu để thực hiện. Và chúng tôi hết sức là kính cảm ơn các ban trị sự xa gần, quý mạnh thường quân, quý đồng đạo đã hỗ trợ từ vật chất lẫn tinh thần cho nên để chúng ta hoàn mãn trong cái buổi thuyết giảng này. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng tu hành, thực hiện đúng theo lời Đức Thầy đã dạy. Một là chúng ta phải cố gắng làm sao đạt được ở chỗ lòng trong thánh kệ tình bê lội, dạ sạch Phật kinh ý liền bay, để chúng ta có được kiếm huệ rứt xong rồi quả báo, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Những lời giảng giải hết sức là nhiệt tình và sâu sắc của giáo lý viên Phan Chí Tâm. Nam mô A Di Đà.